Hello anh em, hôm nay thì Hùng vừa mới lấy được mấy cây vợt, hai mã vợt mới về của Liên Ninh. Đấy, thì Hùng thấy là hai cây này khá là ok, trong tầm giá 1,5 triệu quay đầu. Một cây vợt là tấn công, một cây vợt là công thủ toàn diện. Bây giờ Hùng bóc cho anh em xem nhé. Rồi, đây mọi người, nhập được mấy cây, nhập tạm. Đợt này nghèo quá, không có tiền được nhiều. Ok, và hai cây vợt của chúng ta là những cây gì thì Hùng bóc. Hello anh em, vừa rồi thì có khách gọi điện thoại đến, rồi Hùng sẽ tiếp tục cái video này nhá. Đấy, thì hai cây vợt của ngày hôm nay đó là cây cây đầu tiên là cây Lailing 3D Calibar 300C. Đây là cây vợt tấn công của dòng vợt tấn công. 3D Calibar là dòng vợt tấn công. 300C, C là viết tắt của chữ Combat, là tấn công. Đây là cây vợt, Hùng phải nói là đây là cây vợt tấn công hay nhất của Liên Ninh dành cho người chơi trung bình. Đấy, dành cho người chơi trung bình. Cây vợt này có mức giá là 1,5 triệu. Và bên Hùng cũng đang có giá ưu đãi nhá, anh em nào kết cây này thì liên hệ Hùng. Cái cây vợt này đây, nó được thiết kế vát cạnh. Một số anh em, một số shop thì hay review gọi là vát cạnh kim cương đó các bạn. Đây, đây nó vát từ đây lên đây, bên này cũng thế, vát cả hai mặt cho mọi người. Đấy, thì việc nó vát cạnh như này nó sẽ giúp giảm thiểu sức cản của không khí, giúp cho tốc độ vung vợt được nhanh hơn, khiến cho những pha cầu nó nhanh và mạnh hơn. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta đi một chút về thông số của cây vợt. Thì cây vợt này có mức căng tối đa là 30 lbs, nó tương đương với khoảng hơn 13 cân. Đấy. Mức cực chịu cân rất là cao. Đấy. Cây vợt này thì có độ cứng trung bình nên là nó cũng sẽ trợ lực tay cho chúng ta. Đấy. Độ cứng trung bình và có đũa dài. Đũa dài giúp cho cái lực văng của vợt nó được lớn hơn, mang lại khả năng tấn công tốt hơn. Đấy. Mặt vợt cũng tương đối là to nên là chúng ta cũng sẽ không sợ nó có thể là bị cạch cầu các thứ như một số cái dòng vợt mặt bé. Đấy. Đánh những cái dòng Hùng thì Hùng thích đánh các dòng vợt mặt to hơn. Đấy. Như Zonex thì nó trước nó có dòng Z Fork, Z Speed các thứ thì mặt vừa nó bé hơn. Đấy, nhiều khi mình đánh không quen nó sẽ bị cạch cầu. Đấy. Cái vợt này có khối lượng 85 cộng trừ 3 gram. Thì đây là một cái vợt có thể nó nằm giữa 4U và 5U. Vợt tấn công của Liên Ninh thì có thể nói là chẳng có cây nào là 4U cả. Toàn gần như là 5U hết, là nhầm, gần như là 3U hết. Đấy. Thì nói chung là cây vợt này được hãng họ sản xuất là đặc thù là cho người chơi củ tay trung bình rồi, nên là nó 85 cộng trừ 3 gram thì nó sẽ không quá nặng nha mọi người. Có thể nói là nó có thể hơi nặng một chút. Vợt tấn công thì dĩ nhiên là hơi nặng một chút là phải rồi. Đấy, đây là cây vợt có điểm cân bằng nó là 302 cộng trừ 4, là một cây vợt nặng đầu nha mọi người. Vợt tấn công dĩ nhiên là nặng đầu rồi. Đấy. Cây vợt này là cây vợt phải nói là bán chạy nhất của Liên Ninh trong tầm giá dưới 1,5 triệu luôn nha mọi người. Cây này rất hay bị hết hàng mà bán cây này rất là sướng mọi người. Lâu lắm rồi bây giờ Hùng mới kiếm được đấy. Đấy, thì anh em nào mà thích tấn công và củ tay trung bình, mình chơi đâu đó khoảng 3 năm đổ lại thì tầm 1 đến 3 năm thì chơi cây này ok. Đấy. Tấn công, cây vợt tấn công rất là hay. Anh em chơi được tay khoảng tầm 10,5 cân là chiếm em này tầm 10,5 cân 11 cân thì là tầm lực tay phù hợp cho anh em. Đây là hàng chính hãng. Đấy, có dấu công ty và tem bảo hành
dùng tem chống hàng giả nha mọi người. Mọi người chú ý là phải giữ tem này cẩn thận trong thời gian bảo hành nhé. Thời gian bảo hành của vợt Li Ning là 2 tháng. Đấy. Thì cái tem này phải còn thì nó mới họ mới bảo hành cho mọi người nhé. Bởi vì cái tem này và cái phiếu này nó sẽ có sự liên quan đến nhau. Tiếp theo là một cây vợt công thủ toàn diện. Đấy. Theo bên hãng thì nó ghi là công thủ toàn diện, nhưng theo Hùng thấy thì cây vợt này cũng sẽ là cây vợt hơi thiên về tấn công. Tuy nhiên là nó sẽ không thiên hẳn về tấn công như 300C, nhưng nó cũng là một cây vợt tấn công. Gọi là bên hãng thì được thông số nó là công thủ toàn diện, nhưng theo Hùng phân tích thì về thông số cũng như là kết cấu của cây vợt thì nó sẽ là một cây vợt hơi thiên về tấn công. Đây là một cây vợt 4U có khối lượng là 83 + 1 g. Thế thì trên cán vợt dòng mới ra năm nay nó lại không ghi thông số, nó chỉ ghi độ cứng thôi. Một cây vợt này thì có độ cứng nó hơi dẻo, nên nó sẽ trợ lực khá là nhiều cho cổ tay chúng ta. Cây vợt này là cái Tectonic 3 nhé, không biết anh Hùng đã kịp nói mọi người chưa, Tectonic 3 nhé. Thì nó sẽ giúp trợ lực nhiều cho chúng ta, phù hợp với người chơi có trình độ trung bình, thậm chí là cổ tay dưới mức trung bình một chút cũng vẫn có thể chơi bình thường. Nó là cây vợt 4U, đấy, chỉ có 83 g thôi. Cái đũa cây vợt này thì nó cũng khá là dài. Đấy, nó dài ngang với cây 300C luôn. Hùng đã so sánh, Hùng đã đo rồi. Hùng thôi đo cho mọi người xem luôn. Hai cây vợt Hùng chụm thẳng nó vào với nhau. Đũa dài bằng nhau luôn này mọi người. Do máy quay đặt nó chéo trước các thứ nên có mọi người nhìn có thể nó bị chéo nhưng mà không thẳng lắm, nhưng mà đây trong mắt Hùng nhìn thấy đấy là hai cây này đũa dài bằng nhau. Nhưng mà ở cái cây này thì nó cái chỗ cổ vợt này nó thiết kế kiểu như này, còn cây 300C thì nó thiết kế vo tròn luôn. Thì cái này như kiểu nó cũng là một cái công nghệ giúp trợ lực cho mọi người, trợ lực. Thì đây Hùng thấy nó ghi ở đây là heavy, nghĩa là nặng đầu. Đấy. Bên hãng thì họ ghi là vợt công thủ toàn diện, nhưng nghĩa là đây là cái vợt nó sẽ hơi thiên về tấn công. Tuy nhiên thủ cũng vẫn ok, Hùng cầm cảm giác khá là thanh thoát tay, cầm cái này cảm giác cũng khá là thích. Nên dòng vợt mới này. Dòng Tectonic thì nó có cái công nghệ, nó là công nghệ Tectonic, thì nó là công nghệ phục hồi nhanh. Tức là khi chúng ta đẩy cầu thì cái mặt vợt đấy, thì cái công nghệ Tectonic này nó sẽ có cái chất liệu với Tectonic nó ở hai bên chỗ này. Đấy. Thì nó sẽ tăng cái khả năng phục hồi giống như kiểu phản lại cầu nó nhanh hơn. Nhưng ví dụ mặt vợt nó sẽ kiểu bị uốn cong và nó sẽ bật lại với tốc độ nhanh hơn. Đấy là công nghệ Tectonic, công nghệ nó mới nhất. Công nghệ nổi trội của Li Ning nó là mang lại khả năng phục hồi nhanh chóng. Đấy. Thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đánh trả cầu với tốc độ nó nhanh hơn. Đấy. Cây này thì điểm cân bằng theo Hùng thêm thông số trên hãng nó là 307 mm, thì điểm cân bằng nếu mà thông số như thế nó còn cao hơn cả cây 300C kia. Nhưng cây 300C kia nó nặng hơn và nó là cái dòng vợt chuyên cho tấn công, thiết kế chuyên cho tấn công, thì ở cái mặt vợt ấy thì dĩ nhiên là nó theo Hùng thì 300C nó vẫn tấn công tốt hơn. Nhưng về nói về sự toàn diện thì cây Tectonic 3 này sẽ toàn diện hơn và nó sẽ trợ lực tốt hơn. Cây 300C kia thì nó có thể là trình cổ tay trình độ trung bình hoặc là trên trung bình một tí. Còn cây 300B này thì nhầm, cây Tectonic 3 này thì chỉ cần cổ tay trung bình, thậm chí là dưới mức trung bình một tí cũng có thể chơi được. Đấy, thiết kế mặt vợt cây này, mặt vợt nó cũng to, to cũng ngang cây đấy, ngang cây 300C đấy. Hai cây vợt này mặt vợt bằng nhau luôn. Thiết kế khung vợt thì cây này thiết kế khung vợt nó cũng khá dày dặn và chắc chắn, cũng khá dày dặn và chắc chắn. Nước sơn của cây này Hùng thấy kết hợp màu sắc rất là đẹp nhé. Đấy, trông rất là thích luôn. Anh em nào mà thấy nhìn thấy cây vợt này là nhìn thấy khá là bắt mắt, khá là thích luôn đấy. Theo Hùng là thế đấy.
Cái vợt này thì giá cao hơn 300C một chút, 1 triệu 6. Thì bên Hùng cũng đang có mức giá ưu đãi cho anh em nhé. Đây, phiếu bảo hành hàng, bảo hành 2 tháng. Và khi mọi người mua vợt, mọi người trong thời gian bảo hành, mọi người phải giữ cái tem này nguyên vẹn nhé. Đấy, tem chống hàng giả. Đấy thì anh em nào kết một trong hai cái vợt này thì Tectonic. Đấy thì mọi người nếu mà kết một trong hai cây vợt này thì có thể liên hệ Hùng. Hai cây vợt này hàng nó cũng không có nhiều, như cây 300C thậm chí là rất là hay bị hết hàng mọi người. Đấy, 300C thì nó là cây vợt nó sản xuất thì lâu rồi, nhưng mà có nghĩa là nó sản xuất liên tục ấy. Cứ hết thì bên hãng họ một thời gian họ lại nhập, nhưng mà rất hay hết hàng 300C. Tectonic 3 là dòng vợt mới. Đấy, nên là có thể nói là nó sẽ không được nhiều người biết đến và ưa chuộng như 300C. Nhưng mà theo Hùng thấy là nếu mà trong thời gian tới thì có lẽ là cây này cũng sẽ rất là chạy và cũng sẽ nhanh chóng là bị cháy hàng. Nó cũng sẽ không khác gì 300C cả. Đấy, tầm giá 1 triệu rưỡi quay đầu thì hai cây này phải nói là hai lựa chọn hàng đầu luôn. Gần như không có cây nào nữa. Ngoài ra thì chỉ có ví dụ như kiểu cây Baricalipa 200 thì Hùng cũng thấy cũng khá là ưng, thì cũng có thể là ưng tương đương với cây này. Hoặc là cây Baricalipa 300B thì bản thân Hùng đánh giá thì Hùng vẫn thích cây này và cây Baricalipa 200 hơn là cây Baricalipa 300B. Ngày xưa thì Hùng đánh 300B rồi, 300C Hùng cũng chơi rồi, nên là cảm nhận của Hùng nó cũng khá là rõ rệt mọi người. Tectonic 3 này trước nó cũng về được khoảng 6-7 cây thì khách mua cũng bán cũng rất là nhanh hết, thậm chí còn chưa kịp đăng cho mọi người. Lần này thì về cũng nhập được có ít thôi nên là đăng luôn cho anh em. Đấy, thì để anh em nếu mà lần này chưa mua được thì lần sau anh em mua cũng được. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Nếu mọi người thích một trong hai cây vợt này có thể nhắn tin cho Hùng ngay để có mức giá ưu đãi tốt nhất cho anh em nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.